Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Tuyên Quang cũng đã tập trung củng cố, kiện toàn và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, phát triển các mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi, sản xuất hàng hóa tập trung, khuyến khích các đơn vị tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm và ưu tiên các sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế, tiềm năng của địa phương. Và trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin được đề cập tới vấn đề hợp tác, con đường tất yếu cùng phát triển. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Ông Cao Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang. Ông Nguyễn Công Sử, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Sử Anh tỉnh Tuyên Quang. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả, các vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự sau. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về phát triển kinh tế tập thể mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản nhưng thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của người dân. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vâng, và câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với ông Dũng ạ. Thưa ông, là trong thời gian qua thì các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có những cái bước chuyển biến rất là tích cực, và đặc biệt là khi mà luật hợp tác xã có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Vậy ông có thể chia sẻ với khán giả truyền hình những cái chuyển biến đó là gì ạ? Thì xin được trao đổi một cách hết sức ngắn gọn như thế này. Tức là sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương và 10 năm thực hiện luật hợp tác xã 2012, thì các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ấy, thì cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực thể hiện ở chỗ. Trước hết ấy, các cái hợp tác xã thì cơ bản được củng cố và đổi mới cái phương thức hoạt động theo quy định của luật hợp tác xã 2012. Điểm thứ hai là các cái số lượng hợp tác xã tăng dần qua từng năm. Đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn tỉnh có trên 550 hợp tác xã. Tức là nó tăng gần 300% so với 20 năm trước. Và với khoảng trên 11.400 thành viên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong hợp tác xã thì đã được cải thiện. Trong đó doanh thu đối với hợp tác xã thì bình quân là khoảng 1 tỷ trên một hợp tác xã. Và lợi nhuận thì cũng khoảng là 100 triệu trên một hợp tác xã. Và thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong hợp tác xã hiện nay thì vào khoảng là 65 triệu đồng trên người trên năm. Cái điểm thứ hai là hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã thì cũng đã có từng bước ổn định và xuất hiện nhiều cái hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị và sản xuất hàng hóa tập trung. Trong đó có nhiều hợp tác xã đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là cái khâu chế biến và bảo quản các cái sản phẩm nông nghiệp. Là cái việc ứng dụng khoa học công nghệ nó giúp cho các cái nâng cao cái giá trị sản phẩm của các hợp tác xã. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 17 cái hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Và trong số đó thì có khoảng 36% hợp tác xã đã tổ chức liên kết sản xuất tiêu thụ trên 20 cái sản phẩm nông sản. Và hiện nay toàn tỉnh đã có 128 sản phẩm ô cốp. Và trong đó chủ thể của hợp tác xã là chiếm khoảng 76%. Vâng, câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Sử ạ. Được biết là hợp tác xã Sử Anh được thành lập trong bối cảnh cây chè truyền thống lúc bấy giờ ấy ạ đang lâm vào tình thế rất là khó.
rồi là giá trị liên tục giảm, người trồng chè đứng trước nguy cơ là phải gỡ bỏ cái cây trồng này và không trồng nữa. Vậy vào cái thời điểm đó, hợp tác xã đã có cái định hướng như thế nào để có cái sự phát triển như ngày hôm nay thưa ông Sử ạ? Vâng, xin thưa là trong cái bối cảnh mà cái thời điểm mà cây chè mà bị lao dốc ấy, thì lúc đấy là gần như là thị trường lúc đấy là cũng rất là hẹp, nên bà con lúc đấy trồng chè nó cũng rất là khó khăn. Lúc đấy gần như là cái sản phẩm làm ra là không tiêu thụ được. Nên trước cái bối cảnh đấy thì hợp tác xã là cũng bắt đầu là hình thành và cũng đã xây dựng cái phương án kế hoạch để cho cái vấn đề mà sản xuất nó có tính chất ổn định lâu dài. Thì hợp tác xã cũng đã có cái chiến lược là xây dựng cái mô hình liên kết. Hai nữa là quy tụ bà con nông dân để thành một cái mô hình liên kết và có những diện tích đủ lớn để phù hợp với lại cái điều kiện sản xuất và nó mang tính chất hàng hóa. Thì hợp tác xã là cũng có cái chiến lược là xây dựng những cái sản phẩm mà nó có hiệu quả kinh tế và có chất lượng cao, đặc biệt là chú trọng về vấn đề chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng và cũng đã đăng ký bảo hộ những cái nhãn hiệu hàng hóa và xây dựng những cái chứng nhận và những cái quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có cái vùng nguyên liệu để tạo ra những cái nguyên liệu và để cho chúng tôi sản xuất ra những cái mặt hàng mà nó đạt tiêu chuẩn để cung cấp cho người tiêu dùng trong nước mà cũng như ngoài nước. Thì trong cái quá trình chúng tôi hoạt động ấy, thì chúng tôi cũng tích cực tham gia những cái chương trình mà đi giới thiệu sản phẩm và quảng bá sản phẩm không những trong tỉnh, ngoài tỉnh mà thậm chí chúng tôi còn gửi sản phẩm đi quảng bá ở các nước ví dụ như là Trung Quốc. Và thì trong năm 2020 thì chúng tôi cũng mạnh dạn là cũng tham gia chương trình ô cốp của tỉnh. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng và cũng đã làm hồ sơ và cũng đã được 7 sản phẩm là đạt cái chứng nhận ô cốp từ 3 sao đến 4 sao. Và trong cái bối cảnh khó khăn đấy thì chúng tôi cũng đã cố gắng là để tạo ra những cái sản phẩm mà nó có những cái tính chất là nó khác biệt và đi ra thị trường thì nó sẽ có những cái sức cạnh tranh tốt hơn và nó nâng cao cái giá trị sản phẩm. Thì chúng tôi cũng đã đầu tư công sức và kinh phí để nghiên cứu ra cái sản phẩm, đó là cái sản phẩm mà trà cấp đông. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã đang ứng dụng và ra thị trường thì cũng được khách hàng cũng đón nhận và đánh giá cũng rất là cao. Và đến năm 2022 thì trong cái 7 sản phẩm ô cốp đấy thì chúng tôi cũng đang làm hồ sơ để nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao. Mặc dù gặp khó khăn như vậy nhưng hợp tác xã Sử Anh đã bằng mọi cách để vượt khó phải không ạ? Cùng đoàn kết, cùng tìm đầu ra rồi ưu tiên những cái sản phẩm an toàn chất lượng đến người tiêu dùng phải không ạ? Dạ vâng thưa ông Dũng ạ, có ý kiến cho rằng là khi mà tham gia hợp tác xã thì người nông dân được rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là người nông dân sẽ phát triển tốt kinh tế hộ này, giảm được chi phí trong sản xuất và nâng cao hiệu quả trong tổ chức sản xuất. Vậy ông có thể chia sẻ nó rõ hơn về những lợi ích mà khi mà người nông dân tham gia vào hợp tác xã? Tôi thì rất đồng tình với cái ý kiến này. Đã. Bởi vì khi tham gia vào hợp tác xã ấy, thì hộ nông dân sẽ được rất nhiều cái lợi ích. Đã. Nó thể hiện thứ nhất ý, khi tham gia hợp tác xã thì hộ nông dân sẽ được tiếp cận cái cung ứng đầu cái vật liệu đầu vào. Đã. Cái nguyên vật liệu đầu vào chẳng hạn như là giống, phân bón, các loại thuốc bảo vệ thực vật. Thông qua hợp tác xã thì thu mua với cái số lượng lớn thì chắc chắn là giá thành nó sẽ giảm hơn so với các cái hộ nông dân mà đi mua ở ngoài. Thì từ đó sẽ giảm được cái chi phí giá thành của sản phẩm. Cái điểm thứ hai ấy, tham gia vào hợp tác xã ấy, thì người nông dân sẽ được tiếp cận khoa học công nghệ thông qua các hoạt động đào tạo bồi dưỡng của hợp tác xã. Và từ đó tiếp cận được cái khoa học công nghệ để góp phần nâng cao cái trình độ và nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Cái điểm thứ ba ấy, thì khi tham gia vào hợp tác xã thì sản phẩm của các cái hộ nông dân, tức là sản phẩm của hợp tác xã sẽ được hợp tác xã
tiêu thụ một cách dễ dàng, và đặc biệt ý, nó đem lại cái hiệu quả cao. Vì hợp tác xã có tư cách pháp nhân để mà ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời ý, thông qua hợp tác xã ý, thì sản phẩm của người nông dân ý, sẽ được đảm bảo cái quy trình quy chuẩn về an toàn thực phẩm theo quy định, từ đó tăng được cái tính cạnh tranh trên cái thị trường hiện nay. Và điểm cuối cùng ý, là khi tham gia hợp tác xã ý, thì người nông dân sẽ tiếp cận được các cái nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Bởi vì nếu mà hoạt động cá thể riêng lẻ thì người nông dân sẽ khó có cái điều kiện về tài chính để mở rộng sản xuất. Còn ý kiến của ông Sử thì sao ạ? Thực tế mà khi mà tham gia hợp tác xã thì người dân sẽ được hưởng lợi cụ thể như thế nào trong quá trình mà thực tế mà anh đang làm ạ? Thông qua hợp tác xã thì những hộ nông dân thì cũng có được những cái thuận lợi trong vấn đề mà sản xuất hàng hóa. Thực ra trước đây thì bà con là sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Thì cái việc mà hàng hóa là ra thị trường nó không mang tính chất ổn định. Thứ hai, giá trị nó không cao. Thì khi mà liên kết với lại hợp tác xã thì hợp tác xã đã bao tiêu những nguyên liệu và hợp tác xã cũng đã có những cái hợp đồng và những đầu ra ổn định. Nên là nâng cao được cái giá trị thì thu nhập cho bà con mà cũng nâng cao được cái giá trị sản phẩm. Nó mang tính chất ổn định, bền vững và nó có sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và hợp tác xã. Thì cái này cũng là một cái mà nó sẽ bền vững cho trong vấn đề sản xuất nông nghiệp hơn. Vâng, có thể thấy là lợi ích của cái việc mà người nông dân tham gia hợp tác xã và cụ thể là nâng cao cái giá trị mà họ sản xuất và đặc biệt là thu nhập của họ sẽ cao hơn phải không ạ? Vâng. Dạ vâng, thưa ông Dũng ạ. Cái việc mà củng cố và kiện toàn và hỗ trợ hiệu quả cái hoạt động của hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang thực hiện như thế nào trong thời gian qua? Vâng, trong cái thời gian qua ấy, để mà giúp đỡ cho các hợp tác xã trong quá trình mà củng cố kiện toàn tổ chức hoạt động ấy, thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cái hoạt động tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã trong cái việc mà chuyển đổi cái mô hình tổ chức hoạt động theo luật hợp tác xã 2012, cũng như là cái việc mà phối hợp với các ngành chức năng để rà soát sắp xếp lại các cái hợp tác xã mà hoạt động yếu kém, thậm chí là không hoạt động, để tổ chức lại sản xuất cho các hợp tác xã. Cái điểm thứ hai là chúng tôi đã tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ hợp tác xã trong cái quá trình mà xây dựng các cái phương án sản xuất kinh doanh, đặc biệt là xây dựng sản xuất theo chuỗi giá trị và tổ chức liên kết của các hợp tác xã. Và cái điều chúng tôi rất quan tâm trong cái thời gian qua ấy, đó là chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động kết nối trong tỉnh, ngoài tỉnh để các hợp tác xã có cơ hội tiếp cận cũng như là liên kết, học tập kinh nghiệm và trao đổi trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái hợp tác xã trong tỉnh và ngoài tỉnh. Và thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại thì chúng tôi đã giúp các hợp tác xã để tiếp cận các cái thị trường mới, những thị trường mà có cái tiềm năng. Vâng, có thể nói là thông qua hợp tác xã thì tất cả các sản phẩm được nâng tầm hơn, nâng cao giá trị hơn. Và vâng, vào chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay là hợp tác con đường tất yếu cùng phát triển. Dạ thưa ông Sử, hiện nay ở nhiều địa phương đã phát triển các mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi và sản xuất hàng hóa tập trung. Vậy ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Sản xuất mô hình tập trung theo chuỗi thì cái này cũng là cái rất là quan trọng, bởi vì nó có sự liên kết giữa bà con nông dân và hợp tác xã. Thì cái sự liên kết đấy nó thành chuỗi từ cái khâu nguyên liệu đến chế biến và thành phẩm ra thị trường. Thì cái này nó tạo ra để có một cái khi ra sản phẩm thì nó có chất lượng, trong vấn đề quản lý thì nó rất là hiệu quả. Thì cái này nó cũng là một cái là rất là bền vững để cho trong vấn đề sản xuất nông nghiệp. Vâng, như ông Sử vừa chia sẻ thì tức là cái lợi ích rồi cái hiệu quả thì rất là cao rồi. Vậy trong quá trình chúng ta làm như vậy thì theo liên kết theo chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm có gặp những khó khăn gì thưa ông Dũng ạ? Về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cũng như sản xuất hàng hóa tập trung ý, hiện nay đây là cái xu hướng tất yếu. Khi mà sản xuất hàng hóa tập trung ý, thì rất cần phải có cái sự đầu tư mở rộng sản xuất. Thì các hợp tác xã của chúng ta thì đa phần là cái nguồn lực tài chính là yếu. Cho nên là khi tham gia cái hoạt động sản xuất
hàng hóa tập trung sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái điểm thứ hai là các hợp tác xã hiện nay là chưa biết cái khả năng cũng như cái lợi thế của mình trong cái việc mà tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. Bởi vì thực tế là hiện nay các hợp tác xã vẫn còn đang loay hoay trong cái cách mà chọn cái công đoạn nào trong cái sản xuất chuỗi đó, chẳng hạn là từ sản xuất cho đến tiêu thụ cái sản phẩm, thì các hợp tác xã chúng ta phải bám vào cái lợi thế của chúng ta là chúng ta chỉ ở dừng ở lại cái khâu mà chúng ta sản xuất hàng hóa để nâng cao cái chất lượng giá trị và chế biến sâu, còn cái công đoạn mà xúc tiến đầu tư rồi là xuất khẩu mà đưa ra thị trường ấy, cần phải liên kết với các cái hợp tác xã hoặc là các doanh nghiệp người ta chuyên về lĩnh vực xúc tiến thương mại thì mới mang lại cái hiệu quả. Còn một cái điểm thứ ba nữa, khó khăn trong cái việc mà sản xuất theo chuỗi thì chúng ta biết là cái trình độ quản trị của các lãnh đạo hợp tác xã thì đa số là hiện nay còn rất nhiều hạn chế. Cho nên là khi mà thực hiện sản xuất hàng hóa và sản xuất theo chuỗi giá trị thì các hợp tác xã rất là lúng túng trong cái việc mà ứng dụng khoa công nghệ để vào cái quá trình sản xuất, đặc biệt là cái việc ứng dụng khoa công nghệ trong cái việc mà chế biến sâu các sản phẩm. Dạ vâng ạ, có một thực tế mà cũng muốn hỏi ông Sử ạ. Tức là vấn đề hiện nay mà được nhiều cơ sở sản xuất hợp tác xã quan tâm đó là sản phẩm được chế biến sâu. Tất nhiên là phải gắn với cái lợi thế và cái tiềm năng sẵn có của địa phương rồi. Vậy ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Trong quá trình chế biến hàng hóa, thực ra là cái chế biến sâu nó rất là quan trọng. Bởi vì nó từ cái khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất và đến thành phẩm hàng hóa ra thị trường, thì cái này nó là một cái để trong quá trình quản lý về vấn đề cái chất lượng và cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đây cũng là một cái mà là rất là cần thiết, và chúng tôi cũng đã thực hiện những cái quy trình này và thực hiện nó theo những cái quy trình quy chuẩn, đặc biệt là ví dụ như là từ khâu nguyên liệu thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, và đến cái khâu chế biến thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo cái tiêu chuẩn của ISO. Và những cái khâu sau đó là cái khâu tiếp tục là bảo quản sau khi thu hoạch, thì chúng tôi cũng đã có những công nghệ bảo quản để nó đảm bảo chất lượng ra thị trường. Với vai trò của Liên minh hợp tác xã thì ông Dũng có thể chia sẻ vấn đề này như thế nào ạ? Thì hiện nay thì trên địa bàn tỉnh thì như chúng ta biết là mỗi địa phương có những cái sản phẩm lợi thế khác nhau. Nhưng hiện nay các cái sản phẩm này thì như chúng ta biết là nó hạn chế là do các cái nông sản hiện nay chúng ta sản xuất theo mùa vụ, thời gian ngắn mà chủ yếu là cung cấp ra thị trường trong tỉnh ở cái dạng mà sản phẩm theo cái dạng bán thành phẩm, tức là vẫn là sản xuất thô. Do vậy cái giá trị của hàng hóa sản phẩm ấy mang lại thực sự là chưa cao. Trong cái xu thế hiện nay ấy, để đáp ứng cái nhu cầu thị yếu của khách hàng và của thị trường ấy, đặc biệt là tăng cái tính cạnh tranh ấy, và nâng cao được cái chất lượng giá trị nông sản ấy, điều bắt buộc của các hợp tác xã hiện nay là phải đầu tư khoa kỹ thuật, đặc biệt là các cái dây chuyền sản xuất để đưa ra cái sản phẩm có chất lượng cao. Vấn đề như anh vừa trao đổi đó là cái việc phải quan tâm đến chế biến sâu các sản phẩm, mà như các đồng chí biết ấy, thì hiện nay chế biến sâu thì nó liên quan đến cái phương tiện kỹ thuật, đòi hỏi rất nhiều cái nguồn vốn để mà đầu tư dây chuyền thiết bị cũng như là cái công nghệ để chế biến sâu. Thì tuy nhiên trên địa bàn của chúng ta như tôi nói lúc đầu là cái khả năng tài chính của các cái hợp tác xã hiện nay gặp rất nhiều khó khăn để thực hiện được cái sản phẩm chế biến sâu và mang lại cái giá trị kinh tế cao ấy, thì rất cần cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là cái sự khuyến khích các cái tập đoàn hoặc các cái doanh nghiệp lớn để có thể đầu tư vào cái khâu chế biến sản phẩm để mang lại hiệu quả cho cái người nông dân, đặc biệt là liên kết với hợp tác xã để nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có trên 550 hợp tác xã với hơn 11.500 thành viên. Bên cạnh phát triển về số lượng và quy mô hoạt động, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển theo chiều sâu.
Hiện nay các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế và có hoạt động ổn định, từng bước khẳng định và giữ vai trò nền tảng trong tổ chức lại sản xuất ở nông thôn. Ngoài các dịch vụ truyền thống như giống, vật tư nông nghiệp, tín dụng, vận tải, chăn nuôi, các hợp tác xã đã mở rộng thêm nhiều ngành nghề dịch vụ mới như thu hoạch và thu mua sản phẩm nông nghiệp, vệ sinh môi trường, gia công chế biến nông sản. Đặc biệt là các hợp tác xã đã giữ vai trò chủ đạo trong mối liên kết giữa hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hình thành các chuỗi sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức lại hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển. Quy mô, chất lượng sản phẩm của các hợp tác xã đã từng bước được nâng lên, tạo lập và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị. Một vấn đề nữa mà chúng tôi muốn quan tâm đối với các cái hợp tác xã hiện nay đó là vấn đề chuyển đổi số. Vậy hợp tác xã Sử Anh đã tiếp nhận cái vấn đề chuyển đổi số như thế nào trong cái thời điểm hiện nay ạ? Vâng, thì trong cái bối cảnh hiện nay thì cái vấn đề chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Vâng. Đặc biệt là trong cái diễn biến tình hình Covid đấy, thì chúng tôi cũng đã tiếp cận cái công nghệ chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng đã được, đặc biệt là được Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cũng tổ chức rất là nhiều những cái hội nghị và những cái lớp để tập huấn cho các hợp tác xã về cái vấn đề chuyển đổi số. Thì chúng tôi cũng đã được học và cũng đã được đưa vào cái thực tế. Thì cái kênh mà chúng tôi chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã tạo ra được một số những cái kênh bán hàng online và bán hàng trên một số những cái mạng và một số những cái sàn thương mại điện tử. Thì đặc biệt là năm 2019 thì trong cái bối cảnh mà dịch Covid là hàng hóa bán theo truyền thống ấy là gần như rất là khó khăn. Thì chúng tôi đã đưa cái sản phẩm lên cái sàn thương mại điện tử Postmart và sàn Bỏ Sò và cái sàn thương mại điện tử là SmartGap. Thì cái lượng bán hàng doanh số thì nó cũng tăng rất là đáng kể. Hơn nữa là cái này cũng là vừa là bán hàng cũng vừa là quảng cáo. Thực ra là khi chúng tôi bán kênh truyền thống ấy, thì là một số những khách hàng ở xa thì người ta cũng chưa biết đến. Nhưng khi mà chúng tôi mà cập nhật cái công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi quảng bá và giới thiệu trên các trang mạng thì khách hàng thì không những trong nước mà nước ngoài cũng biết đến rất là nhiều. Thì cái đấy cũng là một cái thuận lợi và cái này là cũng là một cái mà chúng tôi cũng muốn là càng ngày càng phát triển rộng để nâng cao cái doanh số, không những bán kênh truyền thống mà là bán ở trên các sàn thương mại điện tử rất hiệu quả. Nhân đây thì cũng muốn hỏi ông Sử là khi mà ông có thể chia sẻ với chúng tôi trong cái quá trình chuyển đổi số mà khi mà đẩy các cái sản phẩm của hợp tác xã lên các cái sàn thương mại điện tử như vậy thì cái doanh số như thế nào ạ? Ở đây tôi muốn hỏi là ở cái doanh số của chuyển đổi số và doanh số truyền thống ấy ạ? Vâng. Thì mới đầu ấy, thì chúng tôi cập nhật cái công nghệ số thì cái doanh số thì nó cũng chưa được cao. Nhưng sau đó thì dần dần cái tốc độ nó cũng lan truyền rất là nhanh. Thì cái tỷ lệ mà bán hàng trên đấy thì nó cũng tăng so với lại kênh truyền thống nó cũng trên 40% so với kênh truyền thống ạ. So với kênh truyền thống. Vâng. Dạ thưa ông Dũng, trong cái quá trình chuyển đổi số với một tỉnh miền núi như Tuyên Quang thì chúng ta còn gặp phải những vướng mắc, những khó khăn như thế nào ạ? Thì như đồng chí Sử vừa có trao đổi đấy. Vâng. Thì cái việc chuyển đổi số hiện nay đối với các hợp tác xã là hết sức là quan trọng. Vâng. Nó thay đổi cái nhận thức tư duy của các hợp tác xã trong cái việc mà ứng dụng cái công nghệ số, đặc biệt là cái ứng dụng cái thương mại điện tử trong cái quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh chúng ta ấy, thì quá trình chuyển đổi số của xã cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó nó thể hiện ở ba cái điểm như sau. Thứ nhất là về nguồn lực, nó thể hiện là cái đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã của chúng ta ấy, thì cơ bản là chưa được đào tạo về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số. Nó dẫn đến là các cái hợp tác xã ấy, chưa mạnh dạn trong cái việc ứng dụng chuyển đổi số. Cái điểm thứ hai là cái hạ tầng công nghệ số hiện nay của chúng ta cũng rất thiếu thốn.
ở đây nó thể hiện là có rất nhiều hợp tác xã hiện nay là chưa được trang bị, thậm chí là chưa có máy tính, chưa có kết nối internet, rồi là chưa sử dụng các cái phần mềm mà nó giúp cho cái quá trình quản trị sản xuất của hợp tác xã, chẳng hạn như chưa sử dụng cái phần mềm kế toán chẳng hạn, chưa sử dụng, thậm chí có đơn vị là chưa sử dụng hóa đơn điện tử. Một cái điểm thứ ba là cái nguồn vốn thực hiện chuyển đổi số cho hợp tác xã thì hiện nay cũng còn gặp nhiều khó khăn. Các hợp tác xã thì như tôi nói rất nhiều rồi, cái tài chính, cái nguồn lực tài chính cho để việc mở rộng sản xuất đã khó rồi. Cho nên cái việc mà đầu tư để chuyển đổi số thì các hợp tác xã hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, thưa ông Dũng, ông Sử ạ. Như chúng ta đã biết thì cái điều kiện tự nhiên, chúng ta có cái tiềm năng rất là dồi dào, điều kiện tự nhiên rồi lao động rồi đất đai, và cùng với đó là chính quyền địa phương rất là ủng hộ. Trong cái thời gian qua thì tuy được duy trì củng cố và nhìn chung là có sự phát triển, tuy nhiên nó chưa tương xứng với tiềm năng. Vậy ông Dũng có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Tôi rất đồng tình với cái ý kiến đánh giá này. Thì bởi vì chúng ta thấy cái hợp tác xã mà hoạt động tốt và khá hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh, theo khảo sát chúng tôi nó chiếm khoảng 25%. Cái con số này nó chưa tương xứng với cái số lượng hợp tác xã của chúng ta hiện nay. Cái điểm thứ hai trong địa bàn toàn tỉnh hiện nay thì chỉ có 17 hợp tác xã ứng dụng cái công nghệ khoa học kỹ thuật mới vào cái quá trình sản xuất. Tức là tôi nói là về cái công nghệ cao đấy, thì hiện nay có 17 hợp tác xã. Và có khoảng 36 hợp tác xã nông nghiệp mà thực hiện hợp tác, liên kết để tổ chức sản xuất và tiêu thụ các cái sản phẩm nông sản. Chúng ta mới có 128 sản phẩm OCOP. Đây là một cái con số là chưa tương xứng với cái tiềm năng của tỉnh. Thì hiện nay chúng ta có rất nhiều cái đặc sản chủ lực cũng như là cái đặc sản vùng miền mang tính khác biệt, nhưng mà chúng ta chưa phát huy được. Và cái số sản phẩm mà sản xuất với cái số lượng nhiều thì chúng ta chưa đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Nó dẫn đến là có sản phẩm chất lượng cao nhưng mà cái số lượng sản phẩm là chưa thể đi vào các cái siêu thị do chưa đảm bảo về cái số lượng cho các đối tác. Nên cái chỗ này cũng là một cái mà chúng tôi cần phải quan tâm trong cái thời gian tới. Và đặc biệt thời gian tới chúng tôi cần phải tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành trong cái việc mà đưa ra các cái giải pháp để giúp các cái hợp tác xã lựa chọn các cái sản phẩm mà có cái lợi thế của riêng mình cũng như là của địa phương để mà chúng ta nâng cao cái chất lượng sản phẩm thông qua cái ứng dụng khoa học trong cái chế biến sâu sản phẩm. Dạ vâng, thưa ông Sử ạ, còn ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Hợp tác xã chúng tôi là cũng may mắn là làm ở trên cái địa phận ở trong Mỹ Lâm. Thì ở tại địa phương thì có cái vùng nguyên liệu nó cũng rất là lớn. Hai nữa là cái chất lượng nguyên liệu trong đấy cũng rất là tốt. Thế hai nữa là kết hợp với lại cái nguồn lực lao động ở trong đấy này cũng rất là dồi dào. Thế là chúng tôi là cũng thuận lợi về cái vấn đề sản xuất nguyên liệu. Thế bên cạnh đó thì lại có đơn vị và chúng tôi với lại cái vùng nguyên liệu thì nó lại giáp với lại chỗ khu du lịch suối khoáng. Thì cái này cũng là một cái thuận lợi để cho chúng tôi phát triển. Thứ nhất là về phát triển sản xuất hàng hóa, thứ hai là kết hợp giữa sản xuất và du lịch. Thì chúng tôi cũng tận dụng những cái cơ hội này để sau chúng tôi cũng vừa sản xuất vừa kết hợp những cái mô hình du lịch. Đây cũng là một cái rất là thuận lợi với lại đơn vị chúng tôi. Vâng, có thể nói là điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lao động thuận lợi đúng không ạ? Kết hợp cùng với làm du lịch nữa thì hy vọng trong thời gian tới thì hợp tác xã Sử Anh sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Vâng, và câu hỏi cuối xin được dành cho hai vị khách mời ạ. Và để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hợp tác xã theo đúng như tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện những vấn đề gì? Trước tiên xin mời ý kiến của ông Dũng ạ. Trước hết thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về cái vị trí, vai trò tầm quan trọng của kinh tế tập thể hợp tác xã. Điểm thứ hai là chúng ta phải tập trung rà soát, sắp xếp lại các cái hợp tác xã yếu kém, chuyển đổi, thực hiện theo đúng cái mô hình của luật hợp tác xã 2012.
Trong đó ấy, là chúng ta phải quan tâm tuyên truyền, vận động các hợp tác xã thu hút thêm thành viên, đa dạng hóa các loại hình thành viên. Trong đó chúng tôi rất được khuyến khích các hợp tác xã là thu hút các cái thành viên liên kết, bởi vì như chúng ta trao đổi từ nãy là các hoạt động của các hợp tác xã hiện nay không thể đứng một mình, mà muốn tồn tại, muốn phát triển thì các hợp tác xã phải liên kết với nhau. Thế thì thông qua đó thì cái vai trò của các cái thành viên liên kết ấy là rất quan trọng. Cho nên là cái thời gian tới muốn mở rộng được cái hoạt động của hợp tác xã thì hợp tác xã cần phải thu hút thêm cái thành viên liên kết, cũng như là cái việc mà tăng cái góp vốn của thành viên. Thông qua thành viên đó thì hợp tác xã có thể huy động thêm cái nguồn vốn thông qua góp vốn theo quy định của luật hợp tác xã. Và đặc biệt ý, chúng tôi quan tâm đến cái việc mà xây dựng hoàn thiện cái mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả, và từ đó để nhân rộng triển khai ra địa bàn toàn tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã trong cái sản xuất theo chuỗi liên kết và sản xuất hàng hóa. Đặc biệt là chúng tôi tổ chức hoạt động kết nối với các tỉnh thành trong cả nước để mà giới thiệu các hợp tác xã liên kết với các cái doanh nghiệp hợp tác xã ngoài tỉnh, để thông qua đó chúng ta có cái thị trường cũng như là đảm bảo cái sản phẩm đầu ra một cách ổn định. Và cái điểm thứ tư ấy, là chúng tôi tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu sản phẩm cho các hợp tác xã. Đặc biệt là chúng tôi sẽ quan tâm đến tổ chức liên kết theo chuỗi giữa người nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong đó thì hợp tác xã là nòng cốt để thực hiện cái chuỗi này. Và cái điểm cuối cùng ấy, là chúng tôi tăng cường cái hoạt động mà tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao cái trình độ quản trị cho đội ngũ quản lý hợp tác xã. Thông qua đó để nâng cao và thay đổi cái tư duy sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã. Vâng, có thể nói mà để thay đổi được tư duy thì trong thời gian tới thì hợp tác xã còn rất nhiều việc phải làm phải không ạ? Vâng, và nhân câu hỏi này thì cũng muốn hỏi hợp tác xã Sử Anh ạ, cái hướng phát triển trong thời gian tới của các ông là gì? Và mục tiêu của hợp tác xã trong thời gian tới là gì ạ? Vâng. Để phù hợp với lại xu thế phát triển ấy, thì chúng tôi cũng đã xây dựng những kế hoạch cụ thể, đặc biệt là những mở rộng những mô hình liên kết theo chuỗi, thay thế từ những cái sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, nó có một cái quy mô lớn thì để nó mang tính chất là hàng hóa, thì cái này nó mới đủ để có thể chúng ta cái sản phẩm có thể chúng ta vươn tới ra nước ngoài. Đấy, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động với bà con để tập hợp lại, kết nạp thêm các thành viên, tạo một cái hợp tác xã là nó đủ lớn đủ mạnh để trong quá trình phát triển thì nó sẽ bền vững, nó có sự gắn kết giữa người nông dân và hợp tác xã thì nó sẽ mang tính chất là bền vững và sẽ ổn định hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới chỉ rõ. Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng và được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước, trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.